Như vậy là sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Như thường lệ thì hàng trên của đội tuyển Việt Nam đang rất tích cực và chịu khó tranh chấp. Vừa rồi thì Quang Hải đã phát huy hiệu quả của mình trong một tình huống quấy phá đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Philippines và khiến cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng là một trong những cổ động viên đặc biệt tại sân Mỹ Đình ngày hôm nay xuất trường. Có một thông tin đáng chú ý là nhãn hàng Euro Window sẽ tăng thưởng 150 triệu đồng tiền mặt cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong trận đấu. Đồng thời sẽ tặng toàn bộ ban huấn luyện cho đội tuyển Việt Nam. Xuất trường. Cú đánh đầu phá bóng ra của Álvaro Silva. Tuyến giữa đang hoạt động thành công với việc ngăn chặn được những pha phối hợp của các cầu thủ Philippines. Phi Young Husband. Khá nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống mà chút nữa tuyển Việt Nam trong những trận đấu sân nhà vừa qua. Bóng trong chân của cầu thủ Philippines. Người đánh đầu phá bóng là Đình Trọng. Đình Trọng đã có một pha xử lý tuyệt vời, rất dũng cảm và giải nguy cho khung thành của đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Rất tốt. Trọng Hoàng. Những đường bóng bổng của đội tuyển Philippines vẫn đang được các cầu thủ phòng ngự vốn thi đấu rất chắc chắn của tuyển Việt Nam hóa giải thành công từ đầu trận đến giờ. Quang Hải, một cái tên mà các cầu thủ Philippines đánh giá rất cao và dành cho Quang Hải một sự chăm sóc rất kỹ lưỡng ở trong trận đấu lượt đi. Một cú sút ngay của Trọng Hoàng. Thời gian trôi đi sẽ là một sức ép đối với cầu thủ Philippines. Phin Jang Husband. Cho đến lúc này thì cầu thủ Philippines không đưa bóng thật nhiều sang hai cánh mà họ chủ trương chơi tấn công bằng những pha bóng ở trung dọc. Đã có lỗi khi nhảy lên tranh chấp, có lẽ là của Đoàn Văn Hậu. Trọng Hoàng. Xuân Trường. Quang Hải. Đức Huy. Quế Ngọc Hải. Rất tốt. Philippines đang thi đấu đầy sức mạnh. Những tình huống chuyền dài, những tình huống chuyền chém mù của Lương Xuân Trường hay Quế Ngọc Hải để tạo ra những cơ hội cho Anh Đức và các đồng đội ở phía trên. Rất hay. Văn Hậu. Pha xử lý rất bình tĩnh của đội Văn Hậu. Anh Đức. Không vào. Pha là người dứt điểm là của Quang Hải. Quá tuyệt vời với một tình huống như vậy và tất cả chắc chắn là đứng bật cả dậy. Trong một đường chuyền mã ngoài chân trái đẹp như tranh vẽ của Đoàn Văn Hậu và một cú tung người móc bóng thật sự là ngoạn mục của Nguyễn Quang Hải. Chúng ta cùng xem lại một bản giao hưởng trên không vừa được Đoàn Văn Hậu và Quang Hải tạo ra về phía khung thành của đội tuyển Philippines. Quá hay cho pha phối hợp vừa rồi. Giữa đường của đội tuyển Việt Nam đều đã đứng cả dậy và liên tục đưa ra những chỉ đạo dành cho các học trò. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Quang Hải. Thêm một cú đá nữa. Tưởng như đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Việt Nam với một tình huống ra chân rất nhanh của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức luôn là như vậy, luôn rất chắc chịu những khoảng trống và những khoảng thời gian ít ỏi mà anh có để thực hiện những pha xử lý một chạm ngay lập tức về phía khung thành của đối phương. Bóng từ chân của Hải đúng vào vị trí của anh Đức và Phan Văn Đức ngay sau đó cũng đã phản ứng rất nhanh. Vừa rồi là một cơ hội rất tốt. Cắt bóng thành công, Quang Hải rất tốt. Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu. Phan Văn Đức. Chính xác. Đoàn Văn Hậu. Không vào. Quả căng
ngang là quá tuyệt vời. Và người băng vào trong, một người băng vào trong với một sức mạnh vốn có của mình là Anh Đức cũng là rất đúng bài. Cái bóng đã đi qua tất cả những cầu thủ của cả hai đội ở trong tình huống tấn công đẹp mắt này. Và cánh trái đang tạo nên những sự sinh động. Và vừa rồi là một tình huống cài người rất khôn ngoan của Phạm Văn Đức. Trọng tài không thể thổi phạt với tình huống cài người vừa rồi của cầu thủ áo xoay 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Phạm Văn Đức, Trọng Hoàng. Chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn nhớ ở thời điểm cuối hiệp 1 của trận bán kết lượt đi, và ông đang yêu cầu các học trò của mình cần phải giữ được sự tập trung. Có lẽ đã có tình huống đánh muội của cầu thủ bên phía đội tuyển Philippines. Một cầu thủ áo đỏ đang phải nằm sân. Chúng ta cùng chờ đợi xem sẽ có góc quay chậm cho thấy tình huống phạm lỗi của Reysel hay không. Trọng tài Kimura đã ra hội ý với những trợ lý của mình, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem quyết định đưa ra như thế nào đối với tình huống phạm lỗi vừa rồi của Reysel. Đây là pha quay chậm, chúng ta sẽ cùng xem điều gì vừa xảy ra. Như vậy người phạm lỗi không phải là Reysel mà là Aguinaldo. Anh đã dùng vai để thúc vào cằm của Đào Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu vẫn đang bị đau, và chúng ta vẫn đang chờ đợi quyết định của trọng tài người Nhật Bản, ông Kimura. Đó là những nhắc nhở mà trọng tài Kimura dành cho Aguinaldo của đội tuyển Philippines. Chắc chắn là các cầu thủ chúng ta sẽ không được để phân tâm hay mất tập trung bởi những tình huống như vậy. Những pha bóng có thể là tiểu xào đối với đội tuyển Việt Nam của các cầu thủ áo xanh. Rất tốt. Pha xử lý chính xác của Đoàn Văn Hậu. Aguinaldo định kiếm một quả phạt góc cho cầu thủ Philippines nhưng không thành công. Phạt công dành cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoa. Phút thứ 10 của hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Philippines lại được hưởng một quả đá phạt với một cột bóng bỏng, và ống kính đã chĩa về phía Huy Hùng, một trong những cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa rất tốt bên phía đội tuyển Việt Nam. Nguy cơ đã qua đi, và thêm một lần nữa thì tuyến hai của đội tuyển Philippines lại cố gắng hoạt động để thực hiện một cú sút ngay khi bóng nảy ra sau những pha tranh chấp ở trên không từ phía các cầu thủ của hai đội. Các cầu thủ Philippines có lực cổ chân rất tốt, có thể thực hiện những cú sút nửa nảy, những cú sút từ xa hay những cú phát bóng dài lên phía trên dành cho hàng tấn công. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Stefan Strock đối với Quang Hải. Các cầu thủ Philippines luôn rất chú tâm tới cầu thủ áo số 19 của đội tuyển Việt Nam, một trong những cầu thủ có thể gây đột biến. Chúng ta thấy là kể từ đầu trận, Quang Hải đã rất nhiều lần bị phạm lỗi bởi Avro Silva de Merga, và lần này là một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ từ phía Stefan Strock. Động tác vào bóng rất nguy hiểm của Stefan Strock. Vừa rồi là một trong số những tình huống mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã phá bẫy vị vị rất tốt. Cả Anh Đức và Quang Hải trong pha bóng vừa rồi đã không ở trong tư thế việt vị, nhưng đã không thể tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm với khung thành của thủ môn Daito. Phạm Văn Đức. Anh Đức! Cơi! Không được rồi! Khoảng thời gian nhất định mà thôi. Và bây giờ dường như là thời cơ để cho các cầu thủ chúng ta có thể nghĩ đến việc tạo ra cơ hội. Đánh đâu! Một quả đá phạt góc.
Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh đầu của Đoàn Văn Hậu. Sự áp sát của các cầu thủ áo xanh khiến cho Đoàn Văn Hậu đã không thể thực hiện được cú lắc đầu. Và chắc chắn là anh cũng đã rất mệt khi phải hoạt động với một cường độ cao như vậy. Cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam ở trong những phút sắp tới sẽ là Đức Huy và Huy Hùng. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có những sự chuẩn bị các phương án khác nhau dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Phút 65, tỷ số đang là 0-0. Và bây giờ là Quang Hải với một quả đá phạt trực tiếp. Cú sút thắng. Bóng đúng vào Young Husband. Lỗi của trọng tài đã xác định đã có một pha va chạm ở bên ngoài khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam. Và ông cho đội tuyển Philippines được hưởng một quả đá phạt. Quế Ngọc Hải và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cho rằng là vừa rồi Strock đã có tình huống chơi bóng bằng gầm giày. Lỗi đạp bóng của Stefan Strock rõ ràng. Một tình huống mà Đoàn Văn Hậu hoàn toàn là người chủ. Anh em nhà Young Husband đang đứng trước bóng. Nguy cơ đối với khung thành của đội tuyển Việt Nam đã. Một đường chuyền điểm rơi rất lợi hại của Stefan Strock. Anh có những đường bóng qua đầu. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất tốt. Thêm một lần nữa thì hàng phòng ngự Quế Ngọc Hải. Phản mặt đất. Không phải, đó là Tiến Linh. Rất tốt. Cơ hội. Thể lực chính là điểm mạnh của Tiến Linh trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống mà anh đã khiến cho hai cầu thủ hậu vệ của Philippines gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong trận đấu lượt đi, ông Park Hang-seo dùng Hà Đức Chinh. Và ở trận đấu ngày hôm nay thì ông đang dùng Tiến Linh. Có thể cũng là bởi khi cần thì Tiến Linh sẽ có thể lui về để hỗ trợ phòng ngự ở trong những tình huống chống bóng bổng. Đây là lúc mà đội tuyển Việt Nam đang ưu tiên hơn cho sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trước những nỗ lực hết mình của các cầu thủ Philippines. Ingreso. Alvaro Silva. Aguinaldo. Rất bình tĩnh. Đường chuyền bóng của Đức Huy. Huy Hùng. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đức Huy. Thể lực của Phạm Văn Đức đã bị suy giảm. Đức Huy. Đường chuyền vào cuối cùng đã không theo ý muốn, bóng không tới được vị trí của Tiến Linh. Không chỉ một vài vị trí của chúng ta mà các cầu thủ Philippines, thể lực của họ cũng đang xuống thấy rõ khi không thể theo kịp được những tình huống tốc độ, và đó là điều mà Công Phượng lại luôn có thừa. Khi bây giờ tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng. Rất có thể là Công Phượng sẽ vào sân để thay thế cho Phạm Văn Đức. Trọng Hoàng. Rất khéo. Quang Hải. Cơ hội, Tiến Linh. Cơ hội. Đã có lỗi vị trí bắt rồi. Đây đúng là thời điểm mà hàng tấn công của chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được sức mạnh, sự trẻ trung để có thể có được những cơ hội khi mà các thủ Philippines đang bị xuống sức rất nhiều. Đoàn Văn Hậu. Khá hay. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức, Phan Văn Đức, Đức, vào! Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Đây sẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng mong manh của thầy trò Lins Van Goran Eriksson. Bàn thắng thứ 3 của Quang Hải tại giải đấu này. Nhưng điều quan trọng là nó sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ghi
tên mình vào trận chung kết của AFF Suzuki Cup năm 2018. Đó là điều mà tất cả chúng ta đã đợi chờ trong suốt một quãng thời gian dài dằng dặc hơn 82 phút. Và rồi ở thời điểm quan trọng nhất, khi mà Công Phượng đã có mặt ở ngoài đường biên và có thể là mang đến những sự phân tâm nào đó đối với các cầu thủ của đội tuyển Philippines, thì những cầu thủ đang thi đấu ở trên sân đã cùng nhau để sắm vai là những người hùng. Người ghi bàn là Quang Hải, nhưng người đóng góp công rất lớn mang tính đột phá trong bàn thắng mở tỷ số ở trận lượt về này, đó chính là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức dù đã bị suy giảm về thể lực nhưng anh vẫn có thể thực hiện động tác qua người. Còn đây là pha bóng trước đó, Tiến Linh đã ở trong tư thế việt vị. Bàn thắng là kết quả của một loạt những tình huống tấn công liên tục và tận dụng quãng thời gian mà đối thủ mất tập trung nhất, xuống sức nhất. Thì những cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng di chuyển không bóng tốt là Phan Văn Đức và Quang Hải đã cùng nhau làm nên chuyện. Phải nói rằng, dù các cầu thủ Philippines nhận thức được sự nguy hiểm của Quang Hải rất nhiều lần phản lỗi với anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản cầu thủ áo số 19 này có duyên ghi bàn. Giải năm nay thì Quang Hải đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các đồng đội. Ngoài bàn thắng vừa rồi từ đường chuyền dọn cỗ của Phan Văn Đức, thì trước đó anh cũng đã có được một tình huống được Nguyễn Phạm Hồng Duy kiến tạo với một cơ hội rõ ràng tương tự. Tiến Linh vào sân và gây ra những sự khó chịu. Công Phượng chuẩn bị vào sân và đã có mặt ở trên sân. Thì bây giờ là chúng ta đang được xem lại tình huống mà Phan Văn Đức đã thoát qua hậu vệ của đối phương. Và những gì khó nhất anh đã làm rồi. Việc còn lại với Quang Hải là đưa bóng vào khung thành trong một tình huống mà đội tuyển Việt Nam đã dàn xếp và ăn ý chính xác tới từng milimet. Vâng, sự mạo hiểm của huấn luyện viên lão luyện Sven Goran Eriksson đã phải trả giá. Ông đã rút một trung vệ là Mega ra ngoài sân. Và người đóng thế vai trò của anh đó là Aguinaldo đã để cho Phan Văn Đức qua mặt và kiến tạo cơ hội quá dễ dàng dành cho Quang Hải. Phút thứ 85 của trận đấu, không những hoàn thành mục tiêu đến thời điểm này đó là giữ sạch lưới ở trận bán kết lượt về, mà các học trò của Luyện Park Hang-seo còn làm được nhiều hơn thế khi đã có được bàn thắng mở tỷ số trong trận lượt về này. Như vậy là người rời sân để nhường chỗ cho Công Phượng không phải là Phan Văn Đức mà là Đức Huy. Đường truyền dành cho Công Phượng. Công Phượng là cầu thủ có khả năng qua người rất tốt và chúng ta cùng chờ đợi xem. Công Phượng không được. Quang Hải, vẫn là Quang Hải, rất dẻo. Đội tuyển Philippines tấn công liên tục và bây giờ dường như đã không còn đủ sức để theo bám các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nữa. Công Phượng không hề việt vị. Rất hay, Công Phượng. Những phút giây lúng túng thật sự đối với các cầu thủ Philippines và là những phút giây mà đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa. Đây là thời điểm mà với khả năng xử lý bóng và con người của mình, Công Phượng hoàn toàn có thể. Và bây giờ thì Công Phượng đã ghi bàn, điều mà anh không thể làm được ở trong trận đấu lượt đi. Nhưng bây giờ thì tất cả những cầu thủ ở dưới sân, cổ động viên trên khán đài đã hòa làm một trong một bản hòa ca chiến thắng. Một bản hòa ca thật sự là xúc động và nghẹn ngào và thật tự hào của đội tuyển Việt Nam. Vâng, một tỷ số khiến cho huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới Sven Goran Eriksson sẽ phải tâm phục khẩu phục. Trước khi trận đấu diễn ra, ông Sven Goran Eriksson tuyên bố là đội tuyển Philippines sẽ ghi ít nhất là 2 bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ khi trận đấu